Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào bác nhá. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 đây, ngày đầu năm 2022 đây, thì hôm nay bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám là đến bàn giao cho gia đình nhà anh chị Linh Tâm. Đấy, một khách hàng cũ ở bên xưởng đây. Hôm nay thì chúng tôi đến là bàn giao một bộ bàn ghế phòng khách. Đấy, bên ngoài là phía không gian nhà của anh chị đây. Thì bộ bàn ghế hôm nay chúng tôi bàn giao cho gia đình, thì có quay lại một video clip đấy, kỷ niệm với gia đình đấy. Một bộ bàn ghế phòng khách tay 14 mẫu Tần Thủy Hoàng, chất liệu gỗ hương đá đây. Đấy, anh em chúng tôi thì vừa kê kích và cũng như là vào không gian phòng khách đấy, ngôi nhà của anh chị đây. Thì anh chị là một khách hàng cũ ở trước kia đấy, thì năm ngoái là cũng đã sắm một bên xưởng là một bộ sọc thờ tứ linh chất liệu gỗ mít đấy. Hôm nay anh chị lại tiếp tục mua sắm gia đình một bộ ghế Tần Thủy Hoàng phòng khách đấy, tay 14, quý khách hàng nhé. Quý khách hàng là có nhu cầu thì có thể liên hệ và tham khảo ở bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám mẫu ghế Tần Thủy Hoàng này. Thì hiện bên cơ sở bán rất là chạy, bán rất là chạy cái mẫu ghế này, chất liệu gỗ hương đá vân vèo, chúng tôi sơn là bìu bóng mờ. Tổng thành của bộ sản phẩm đây, đây hình ảnh hai chiếc ghế nhỏ, chiếc đoạn da, chiếc đoạn da. Đây, tổng thành 6 món đây. Đấy, quý khách hàng nào có nhu cầu thì liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đây, cái xưởng có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, có số điện thoại là 0987 51086, website đồ gỗ Tùng Tám .com. Toàn bộ sản phẩm là sơn bìu bóng mờ, chất liệu gỗ hương đá. Đây, chi tiết đây, chi tiết đây, đấy, chi tiết đây. Đây, vân gỗ lên vách là được tứ quý nhé. Tùng Trúc Cúc Mai, ba chữ Phúc Lộc Thọ. Rồi, những sản phẩm này thì tôi giới thiệu rất là nhiều rồi, nên tôi không giới thiệu thêm nữa mà chỉ quay lại một video ngắn làm kỷ niệm với gia đình thôi. Quý khách hàng có nhu cầu thì liên hệ xưởng nhé. Rồi, xin chào mọi người.